Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình An toàn giao thông của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận và Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Thuận phối hợp thực hiện. Chương trình kỳ này có những nội dung đáng chú ý sau đây. Trong 3 tháng có hơn 10.000 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ. Xe ô tô đậu, đổ gần chốt tín hiệu giao thông. Phóng sự cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo những ngày đầu tháng 4. Sau đây là nội dung chi tiết, thưa quý vị và các bạn. Trong thời gian từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 đến ngày 14 tháng 3 năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tăng cường tuần tra kiểm soát, qua đó đã phát hiện 10.365 phương tiện vi phạm luật giao thông đường bộ. Các lỗi vi phạm chủ yếu bị lực lượng chức năng phát hiện là vi phạm về nồng độ cồn 1.919 trường hợp, vi phạm lỗi về tốc độ 3.845 trường hợp. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông, từ nay đến cuối năm, lực lượng Cảnh sát Giao thông trong tỉnh tiếp tục tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, cơi nới thùng xe và các phương tiện vi phạm quy định về vận tải hàng hóa, nồng độ cồn, ma túy, chở quá số lượng khách, chạy quá tốc độ quy định. Song song với việc huy động tối đa lực lượng, sử dụng triệt để các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, xử lý các trường hợp vi phạm. Đồng thời, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện chở quá khổ, quá tải. Hiện nay trên địa bàn thành phố Phan Thiết có tình trạng ô tô đậu đổ không đúng nơi quy định, đặc biệt là ô tô đậu đổ tại các chốt đèn tín hiệu giao thông. Theo ghi nhận của chúng tôi, tại các chốt tín hiệu giao thông trên địa bàn thành phố Phan Thiết, thường xuất hiện nhiều xe ô tô đậu chỉ cách chốt tín hiệu giao thông từ 3 đến 5 mét, gây khó khăn cho xe hai bánh được phép rẽ phải khi đèn đỏ. Vấn đề cho thấy ý thức tự giác chấp hành các quy định luật giao thông đường bộ của người tham gia giao thông và văn hóa giao thông còn hạn chế. Khi điều khiển phương tiện, người tham gia giao thông cần phải đậu đúng làn đường quy định. Đặc biệt, khi dừng chờ tín hiệu đèn giao thông thì phải dừng đổ đúng làn đường để đảm bảo an toàn, hạn chế ùn tắc giao thông tại các chốt đèn này. Tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết đang thi công, chưa được đưa vào sử dụng, nhưng thường xảy ra tình trạng người dân lén lút chạy xe vào, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Khoảng 13 giờ ngày 6 tháng 4, một người điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết. Khi đến đoạn thuộc xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, người điều khiển xe máy bị ngã và tử vong tại chỗ. Được biết, toàn bộ tuyến cao tốc đi ngang qua địa bàn tỉnh Bình Thuận đang trong giai đoạn thi công, nên chưa cho phép tất cả các loại xe lưu thông. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, rất nhiều phương tiện từ ô tô đến mô tô xe máy vẫn lưu thông vào tuyến đường này, rất nguy hiểm, dễ gây tai nạn. Đề nghị các đơn vị thi công tăng cường đặt biển báo, rào chắn và không cho phép các phương tiện ô tô xe máy lưu thông vào tuyến đường cao tốc khi chưa được nghiệm thu, đưa vào sử dụng. Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cao tốc Dầu Dây Phan Thiết và Phan Thiết Vĩnh Hảo phải được hoàn thành trước ngày 30 tháng 4. Hiện nay các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại. Khả năng công trình cao tốc được thông tuyến trước ngày 30 tháng 4 là rất khả quan. Những ngày đầu tháng 4, thời tiết ở khu vực Bình Thuận nắng như đổ lửa. Thế nhưng, trên công trường thi công cao tốc đoạn Phan Thiết Vĩnh Hảo vẫn nhộn nhịp các phương tiện máy đào, máy xúc. Công nhân làm việc đến 12 giờ trưa. Để đảm bảo tiến độ thi công, Ban Quản lý Dự án 7 đã cử cán bộ kiểm soát tiến độ hàng ngày, thậm chí tiến hành cắt chuyển khối lượng của nhà thầu thi công chậm, giao đơn vị khác thực hiện hệ thống an toàn giao thông. Các nhà thầu hiện đang tập trung tối đa mọi nguồn lực, tăng ca tăng kíp để thi công các hạng mục trên tuyến chính, gồm bê tông nhựa mặt đường, lắp đặt hộ lan, giải phân cách, tấm chống chói, vạch sơn, biển báo, hoàn thiện các nút giao liên thông, các hầm chui và cầu vượt ngang. Tại gói thầu xây lắp 04 do nhà thầu Vinaconex đảm nhận với gần 50 km, trong đó có 15 cây cầu trên tuyến và 14 cầu vượt ngang. Đây là nhà thầu có khối lượng thi công dài nhất trên tuyến. Hiện nay sau khi một gói quyết định của Ủy ban tỉnh cho phép khai thác trở lại mấy cái mỏ đất phục vụ cho cái gói thầu XL04 này
thì nhà thầu đã ngay và luôn tập trung lực lượng xe máy thiết bị để lấy cái đất đi ra để đắp đường gom, đường ngang và nút giao nhằm đảm bảo cái mốc tiến độ 30 tháng 4 là đưa vào thông xe khai thác. Thì nhà thầu buộc lòng phải tăng lực lượng xe máy thiết bị và tăng cái thời lượng làm tăng ca tăng kíp lên. Thí dụ như hiện nay là nhà thầu đã và đang thực hiện là làm gần như xuyên đêm. Có những cái xe máy mà có 2 lái, xe máy thiết bị mà có 2 đến 3 lái thì có thể làm xuyên đêm. Nhưng có những cái xe máy thiết bị chỉ có 1 lái, và bởi vì những cái xe máy thiết bị đặc chủng chỉ có 1 lái thôi thì nhà thầu chỉ làm được đến 12 giờ. Bởi vì sức con người nó cũng có hạn, như đồng chí biết đấy, sức con người có hạn. Cho nên là chỉ làm được đến 11 giờ đối với những cái xe máy đặc chủng. Thì xe máy mà cần kỹ thuật lái cao chẳng hạn như máy dài thì không có 2 lái thì bắt buộc chỉ làm được đến 12 giờ thôi. Sau một thời gian thi công chậm do thiếu đất, nay đã khởi động để hoàn thành khối lượng còn lại, gồm bê tông nhựa 70.000 tấn. Trong đó, tuyến chính còn khoảng 43.000 tấn, đắp đất nút giao cầu vượt ngang, lắp đặt giải phân cách, hộ lan, rãnh dọc, hàng rào. Cái mục tiêu và cái chỉ đạo của Thủ tướng, chỉ đạo Bộ Giao thông cũng như là Bộ Giao thông chỉ đạo chủ tư và từ chủ tư chỉ đạo nhà thầu quyết liệt rằng 30 tháng 4 không còn đường lùi, là dứt khoát phải xong trên tuyến chính. Có chăng còn lại một số các hạng mục defect, chẳng hạn như thế là đường gom dân sinh, cơ bản là xong nền đường gom dân sinh, và một số những cái hạng mục như kè rãnh của đường gom đấy thì nhà thầu có thể sẽ phải kéo dài sau 30 tháng 4. Tại gói thầu xây lắp 01, nhà thầu này cũng đang gấp rút thi công đường gom và hoàn thiện. Khối lượng chính còn lại tập trung chủ yếu ở nhà thầu Thăng Long, cầu hoàn thành gồm 9.400 tấn bê tông nhựa nóng, lắp đặt 4,3 km giải phân cách, 33 km hộ lan, rãnh dọc 5 km, hàng rào 39 km. Hạng mục bê tông nhựa nóng và các cầu vượt ngang cơ bản đáp ứng yêu cầu, thi công hệ thống an toàn giao thông còn chậm. Riêng gói thầu xây lắp 02, với khối lượng bê tông nhựa còn lại để hoàn thành đưa vào khai thác, yêu cầu đến ngày 20 tháng 4 năm 2023 phải hoàn thành và đảm bảo 2.500 tấn mỗi ngày. Thực tế, trong thời gian vừa qua, các nhà thầu chỉ đạt được bình quân 1.100 tấn mỗi ngày. Nguyên nhân do cả gói thầu xây lắp 01 và xây lắp 02 đều phụ thuộc vào khả năng cung ứng mỏ đá núi Tàu. Hiện nay, mỏ núi Tàu đã nâng công suất, phần thiếu hụt các nhà thầu đã chủ động lấy từ đá núi Dây. Tại gói thầu xây lắp 03, trong thời gian vừa qua, trạm Phúc Lộc chỉ đạt trung bình khoảng 500 đến 600 tấn mỗi ngày do trạm thường xuyên hư hỏng, chưa đảm bảo công suất. Với khối lượng công việc còn lại để hoàn thành đưa vào khai thác, yêu cầu đến ngày 20 tháng 4 năm 2023 phải hoàn thành và đảm bảo 2.300 tấn mỗi ngày. Theo Ban Quản lý Dự án 7, đến trước ngày 30 tháng 4, các hạng mục chính của cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo còn hoàn thiện gồm bê tông nhựa tuyến chính còn khoảng 114.000 tấn, nút giao và đường ngang còn khoảng 48.500 tấn, đắp nền đường ngang và nút giao còn khoảng 257.000 mét khối, lắp đặt giải phân cách còn 20 km, hộ lan còn 147 km, tấm chống chói còn 78 km. Hệ thống biển báo và công tác hoàn thiện các cầu trên tuyến chính và cầu vượt ngang. Trong quá trình thi công, những khó khăn vướng mắc liên quan đến trách nhiệm của Bộ Giao thông Vận tải thì Bộ sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp tháo gỡ để đảm bảo không làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Liên quan đến những khó khăn vướng mắc, tỉnh Bình Thuận sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông Vận tải, các bộ ngành trung ương để chủ động tháo gỡ những khó khăn cho các nhà thầu. Mặc dù thời gian còn lại để thi công hoàn thành dự án còn rất ít, chỉ tính từng ngày, do đó các nhà thầu phải tập trung nhân lực, phương tiện thi công, đảm bảo dự án về đích theo đúng kế hoạch đã đề ra. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án thì ban và tư vấn giám sát là thường xuyên đôn đốc định kỳ và đột xuất cái tổ chức các cái đoàn đi kiểm tra hiện trường. Ban thường xuyên có những cái văn bản, những cái đôn đốc chỉ đạo, đặc biệt là trong các cái dịp lễ Tết. Theo đánh giá của Ban Quản lý Dự án 7, khả năng công trình cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo đưa vào khai thác sử dụng trước ngày 30 tháng 4 năm 2023 là rất khả quan. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình An toàn giao thông đến đây xin được tạm dừng. Quý vị có thể xem lại chương trình trên các hạ tầng số như website binhthuantv.vn hoặc bttv.org.vn, app Truyền hình Bình Thuận, Facebook Truyền hình Bình Thuận, YouTube Truyền hình Bình Thuận. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.